Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại các kỷ niệm vô giá nha. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ review cái nước Mirinda này hương xá xị nha. Thấy nhiều người uống cái hương này nên mình review nha. Cái này nước uống có ga nha, Mirinda hương xá xị. Khối lượng của nó là 181 kcal nha. Đó. Chai màu đen nhìn rất là đẹp nha. Đó. Giờ sẽ mở ra uống thử xem nó có ngon không nha. Đây là ngày sản xuất, hạn sử dụng nó đây 8 tháng 1 2022 này, loại mới mua luôn đấy, hết hạn mùng 8 tháng 7 là 6 tháng nha. Đó, giờ sẽ mở ra nha. Đấy, cũng mở nhẹ nhẹ thôi, không là nó đấy. Đó, mở ra bay y hệt hương xá xị mà mọi người hay ngửi cái gỗ hương xá xị cũng mùi y hệt vậy luôn, ở trong nước nó màu đen luôn nha. Mở mình cùng miếng nha. Cái này uống của nó hương rất là thơm, đặc trưng mùi xá xị. Mọi người uống ít thôi nha, trong là cái này nó làm cho mình hay ợ đấy, ợ mùi xá xị lên thì có nhiều người không chịu được hương xá xị này nha, nhưng mình uống cảm giác rất là ngon. Mà mọi người, cái loại này có thể là uống nó cũng thể là tiêu bớt đồ ăn cho mình này, đỡ nặng bụng hay kiểu này, nhưng đừng uống nhiều nước ngọt quá nha, uống nhiều nước ngọt cũng không tốt cho cơ thể đó. Mọi người năm mới thì nhớ làm đăng ký kênh cho mình nhiều hơn nha, để mình có thêm động lực mình làm những video mới hơn, rồi review những đồ lạ hơn, mắc tiền hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người.